Nghỉ việc gần nửa năm. Nửa năm qua cô làm gì? Nội trợ. À, tính toán chợ muốn ăn uống cũng khá phức tạp. Nhưng mà chắc không làm khó được một cựu phó giám đốc như cô. Lần con ơi. Mà là tự nhiên chị Thắng quay mắt 180 độ luôn. Em không quen. Mà phụ nữ mà thay đổi vậy á, một nha, là có đối thủ nên ghen. Mà hai á, là có bồ. Mẹ ác ma, cha thiên sứ, 20 giờ thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên K Cộng Cine. Duy nhất trên K Cộng.